Rồi cao Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 30 tháng 5. Bên em xin gửi đến mọi người video số 402, một số cây cần nhập bãi gồm có chất liệu là carbon và fit. Shop em là ở bên quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người mua hàng gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em qua số 0778873789. Mọi người mua hàng của bên em là được kiểm tra trước khi thanh toán và bên em có ship COD toàn quốc. Lô này được đánh số thứ tự là từ số 1 cho tới số 19. Mọi người mua mã nào nhắn giùm em mã hàng nha. Lô này nó cũng đa dạng các cái loại hàng nha mọi người. Đầu tiên sẽ là cây cần số 1. Số 1 là một cây ASO nha mọi người. ASO khoan nhỏ, dạng cần tay hỗ trợ máy. Cây này độ dài thực tế còn 2m3 của hãng Suzumi Bass Fuji FS6 đọt số 2. Tên vàng xuất Nhật. Bát là bát Fuji FS6, khoen này là khoen đá, không thấy dập Fuji mọi người. Đọt là 1 ly rưỡi nhẹ 100g, cái này thu gọn là 88cm. Carbon văng. Số 1, dài 2m3, giá 330.000. Tiếp theo là một cây số 2. Số 2 là một cây cần lưu nha mọi người. Lưu dùng cho máy đứng. Cây này là của thương hiệu cái hiệu này nè mọi người, Soros. Còn cái bao luôn nha mọi người, UL. Cây này là cán thì rất là nghệ thuật nha mọi người. Đây, cái này nó bằng gỗ nè. Chiều dài là 1m38, 4,6 feet. Độ dài cũng rất là hiếm nha mọi người. UL. Lưu là 1 cho tới 4 gram, lai là 2 cho tới 4 lb. Chất liệu là carbon. Khoen xích, khoen Fuji xích. Cần còn nguyên bản luôn nha mọi người. Bu xích. Yeah, cái cần mang giá trị sưu tầm nha mọi người. Và độ dài rất là hiếm luôn. Số 2, đọt 1 ly 2 nhẹ 70g, giá là 700. Số 2, dài 1m38. Số 3 là một cây 2 khúc carbon, chiều dài 2m1 của hãng MG. Cây này nó bị trầy cái bên ngoài nhiều nha mọi người. Đây, cái lóng ngoài nó trầy. Bát là bát Fuji, tay cầm là bằng mút, khoen là khoen Fuji dạ quang. Phơ có bị trầy. Đọt là 2 ly 2 nhẹ 220g. Số 3, cây này giá đẹp cho mọi người luôn. Các chất liệu carbon giá 400 nha mọi người. Số 3, giá 400. Số 4 là một cây ASO khoen nhỏ chất liệu carbon, chiều dài là 5m2. Đọt là đọt số 2 nha mọi người. Cây này là của hãng NFT, cần hai da nha mọi người. Đây, bị trầy nhiều nha mọi người. Đây, có bị trầy hai da nha mọi người. Khoen là khoen Fuji, bát là bát Fuji FS7, khoen Fuji. Đọt 1 ly 6 nhẹ 250g carbon, hai da. Có trầy nha mọi người. Trầy, cái này nói chung nhìn chung là trầy nha mọi người. Chỉ bị xước, trầy sơ thôi chứ không có bị ảnh hưởng gì tới phôi. Và cái này thì giá của nó là 600 miễn ship nha mọi người. Nhẹ 250g. Số 4 giá 600. Số 5 cũng là một ASO chất liệu carbon, chiều dài là 5m4. Cây này được sản xuất tại Hàn Quốc, Sensor Rip, của hãng Sensor Rip Bass Fuji FS6 carbon văng. Khoen là khoen Fuji. Đọt 1 ly 4 nhẹ 260g.
carbon vân. Có bị trầy sơ nha mọi người. Có bị trầy ít thôi. Chỗ này hơi trầy nhiều mọi người. Cái lóng thứ hai á, thường cái lóng hai em thấy nó hơi trầy. Số 5 giá 680. Carbon ISO, chất liệu là carbon nha mọi người, phải ISO carbon. Số 5 giá 680. Số 6 là một cây ISO khoan nhỏ nó mọi người, dài là 5m2. Đọt số 2 Seal Star Bát Fuji FS7. Có bị dính keo sơ nha mọi người. Khoan Fuji. Khoan là khoan Fuji nha mọi người. Đọt ở đây là 1 ly 6 nhẹ 250g. ISO khoan nhỏ, chất liệu là carbon. Carbon vân. Hơi trầy sơ. Số 6 nha mọi người, giá 680. Số 7. Số 7 là một cây Shimano. Cây này thì hiếm nha mọi người. Độ dài là 5m3, đọt số 4 nè. Dòng Hispo X. Tem vàng xuất Nhật. Bát Fuji. Cây này được sản xuất tại Sing nha mọi người. Dòng này thì sản xuất tại Singapore. Có bị trầy sơ thôi nha mọi người. Khoen là dàn khoen Fuji. Cần ISO khoen lớn. Gồm có 3, 6, 8 8 cái khoen nha mọi người. Đọt là 1 ly 8 nhẹ 380g. Chiều dài còn đủ 5m3 nha mọi người. X-Power, sáng ít hai da. Có trầy nhưng mà không đáng kể, cái này trầy ít cho mọi người đây. Trầy ít. Cái lóng này thì nó hơi trầy nhiều hơn mấy lóng kia, nhưng mà nhìn chung là vẫn còn đẹp nha mọi người đây. Sáng ít hai da luôn. Rồi, cây này mã hàng số 7 nha mọi người. Dài 5m3, đọt số 4. Giá 950.000. Giá rất đẹp luôn. Tiếp theo sẽ là cây số 8. Một cây ISO khoan lớn nữa nha mọi người. Cây này là của hãng Daiwa. Daiwa Rose. Cây này cũng hai da. Sáng ít Bát Fuji. Dài 5m3, đọt số 4. Khoen Fuji 3, 6, 9 khoen. Đọt ở đây là 2 ly 1 nhẹ 400g. Cây này có xước nha mọi người. Cây này nó có xước nhiều hơn cây số 7. Có bị trầy. Này bị trầy nè nha mọi người. Đây, chỗ nào trầy em quay kỹ cho mọi người coi nha. Lóng này cũng hơi trầy, lóng này trầy nhiều. Thường những cái dòng sau dòng rút này em thấy lóng thứ hai nè, nó trầy nhiều ghê luôn. Đây cái này. Còn bên đây thì đẹp nha mọi người, đây cái má trong này thì đẹp nè. Số 8 nha mọi người, giá 800. Dài 5m3. Số 8. Tiếp theo sẽ là số 9, cũng là một cây ISO khoan lớn. Cây này là của Daiwa luôn mọi người. Daiwa. Daiwa. Dài 5m3, đọt số 5. Cây này đọt cũng hiếm nha mọi người. Made in Japan. Cây này được sản xuất tại Nhật. Bát là bát Daiwa. Dài 5m3, đọt 2 ly, nhẹ 400g.
carbon vân. 3 6 7 khoen. ISO khoen lớn đọt 5. Đọt này 2 ly nha mọi người. Trầy ít. Có trầy không đáng kể nha mọi người. Rồi, cây cần số 9 giá 950. Tiếp theo sẽ là cây số 10. Số 10 là một cây súp. Cây súp dài 4,5 m, chất liệu carbon Millennium CB. Bát hãng, khoen hãng. Gồm có 5 cái khoen nha mọi người. Khoen cái nó không gặp được. Đọt 2 ly 8 nhẹ 450g. Số 10 giá 450. Giá đẹp cho mọi người luôn ha. Cây này chất liệu là carbon, cứng tầm khoảng 27, 25, 27. Cây này cứng nha mọi người. Rồi, cây số 10 nha mọi người, giá 450 ạ. Tiếp theo là cây số 11, là một cây hay da NFT. Cây này cây cần tay nha mọi người, chất liệu là carbon. Chiều dài thực tế là 8m. Chiều dài là 8m1 mà thực tế còn có 7m8 nha mọi người. Cần hay da, ngoại hình còn rất là ok nha mọi người. Đọt ở đây là 1 ly mốt và nhẹ 320g. Cây này bán giá đẹp cho mọi người luôn ha. Giá là 850, số 11 nha mọi người. Đây, hụt, nó bị hụt vào nha mọi người. Cái da ở đây nó có hơi dợp sơ. Thôi cũng hơi bị cũ theo thời gian sơ nha mọi người đây. Cây này số 11 giá 850.000, nhẹ 320g nha mọi người. Số 11 giá là 850.000. Rồi từ số 12 trở đi là sẽ là một số cây chất liệu là phiết nha mọi người. Phiết thì giá nó sẽ bình dân hơn. Số 12 đây mọi người, một cây New Forest, cây rút súp chất liệu là phiết. Cây này được sản xuất tại Trung Quốc. Bát Fuji F7, khoen Fuji, khoen cái mình gặp lại được. Đọt ở đây là 2 ly 8 nhẹ 540g. Cây này độ cứng khoảng 25-27 nha mọi người. Số 12 giá 390.000. Biscester. Số 13 cũng là một cây phiết của ở đây qua súp dài 4m55. Bát Fuji F7 đọt là độ cứng là 25. Khoen Fuji. Đọt là 2 ly 6, nhẹ là 530g. Khoen là khoen Fuji. Khoen cái là mình gặp được nha mọi người. Ở đây nó có trầy một chút nha mọi người. Phôi ở đây thì cũng còn đẹp. Dài 4m55, độ cứng là 25. Rồi cây này giá cũng 390.000. Số 13. Tiếp theo sẽ là một số cây cần tay lóng ngắn. Số 14 là dài 3,2 m của hãng Daiwa. Cây này tay cầm là được là quấn cao su nha mọi người. Bằng cao su rất là êm tay. Cần tay Nhật thì độ cứng nó thấp nha mọi người. Cây này độ cứng khoảng 2H thôi. Phù hợp cho mọi người câu những cái loại cá nhỏ, câu cảm giác nha. Đọt 0.8 ly 100g. Cây này nhẹ 100g. Thu gọn là 56cm. Cây này bỏ cốp xe nha mọi người. Vừa cho mọi người bỏ cốp xe đi du lịch ha. Ngoại hình thì còn đẹp. Số 14 giá 190.000 bao ship nha mọi người. Cây này thì độ dài có 3,2 m thôi.
Rồi tiếp theo là cây số 15, là một cây lóng ngắn phíp luôn mọi người, dài 4,5 m, được sản xuất tại Hàn Quốc, tay cầm là được quấn nhợ như thế này. Và cây này thì độ cứng cũng 2H thôi nha mọi người, đọt có 0.8 ly thôi. Đọt này là đọt tháp đặc, trên này là khúc đặc nha mọi người. Ngoại hình cũng đẹp, cái này ngoại hình cũng còn đẹp, độ cứng cũng khoảng 2H, phù hợp cho mọi người bỏ cốp xe ha. Cây này thu gọn có 47cm thôi, và nhẹ là 240g. Số 15, giá 250. Số 15, giá là 250. Số 16 cũng là một cây cần tay lóng ngắn, dài là 4,5 m. Cây này được sản xuất tại Trung Quốc, màu đen phối với lại màu đỏ, viền vàng, chữ vàng, dài 4,5 m, đọt 0.9. Cây này độ cứng cũng khoảng 2H thôi nha mọi người. Và nó nhẹ là 190g, thu gọn 55cm. Cây này cũng vừa cóp xe nha mọi người, bỏ vừa cóp xe AB ha, rất là gọn gàng luôn. Số 16, giá 240, dài 4,5 m. Rồi tiếp theo nha mọi người, sẽ là số 17 ạ. 17, 18, 19 là cần 3 khúc chất liệu phíp nha mọi người. 17 là cần 2,7 m, 3 khúc của Daiwa, cần câu lăng C, hàng nội địa Nhật, Sun Crystal, hàng phíp đỏ, dài 2,7 m. Bát là bát vặn inox, có 3 lóng nha mọi người. Lóng gốc của nó là nó không có cái khoen nào hết nha mọi người. Lóng giữa thì nó có một khoen, và lóng ngọn thì nó có hai khoen và một đầu bu. Cái này thì đọt nó là 2 ly mốt, và nhẹ là 260g nha mọi người. Đây, độ cứng cái này khoảng 25-30 thôi nha mọi người. Hàng khúc này thì, ba khúc này thì cái độ cứng nó cũng tương đối thôi, nó không có cao. Thì những cái loại ngắn ra thì câu sông hô hồ, còn những cái loại mà 4m, 3m9 trở lên thì mọi người câu bạc bãi ha. Rồi cây này dạ, số 17. Số 17 này thì nhẹ 260g, giá là 310.000 nha mọi người. Đây, giá đẹp luôn ha, 310.000 bao ship cho mọi người trải nghiệm qua dòng cần Nhật bãi nha mọi người. Đây, hàng phíp đỏ của Daiwa. Phíp đỏ thì có độ bền nó cao và độ đàn hồi nó tốt. 17 là 310.000. Tiếp theo là 18, là cây 3,6 m nha mọi người. Đây, cây này cũng phíp đỏ nè, cây này của Daiwa á mọi người, nhưng mà nó bị trầy cái hiệu rồi, dòng này là của Daiwa. 3 khúc 3,6 m, bát là bát Fuji, khoen là khoen nhân đá như thế này, và cái khoen đề ba của nó là mình gập lại được nha mọi người, rất là gọn gàng, bỏ vào túi thì gọn ha. Và cây này nó 3 khúc và cái gốc của nó cũng không có khoen nha mọi người. Đây, những cái cây cần 3 khúc này thường thì cái gốc cần là nó không có khoen. Tay cầm ở đây thì nó làm bằng gỗ, đọt là 3 ly 4 và nhẹ 660g. Những cây cần phíp như thế này thì nó nặng và thân nó hơi lớn nha mọi người. Mọi người mua thì coi kỹ giúp em ha. Đây, cái khoen đề ba nó là mình gập được, và khoen đề ba nó nằm ở lóng thứ hai. Và cái cây ngọn này thì nó cũng có hai khoen thôi nha mọi người, và một cái bu. Và nó nặng là 660g, và 3,6 m. Số 18, cây này giá 400 nha mọi người. $400 là bao ship ha. Rồi, đây là số 18 rồi nha mọi người. Rồi tiếp theo sẽ là số 19. 19 là cây 4m nha mọi người, 4m 3 khúc luôn. Cây này của Daiwa, Daiwa dài 4m. Cây này khá là bạo lực. Daiwa Jet Power, hàng nội địa Nhật. Cần này là cần khoen gập nha mọi người. Đây, nó gập, khoen gập, chỉ có cái khoen gần cái đầu bu là nó không gập thôi, còn lại nó là khoen gập hết nha. Khoen gập thì nó gọn gàng nha mọi người, bỏ vào túi không có vướng ha. Đây, chỉ có cái khoen nhỏ này thì nó không có gập nè. Bát là bát Fuji F7, đọt 5 ly 6. Cái này độ cứng khá là tốt hết nha mọi người. Đây, cái này nó dính keo thôi, về mọi người vệ sinh lại giúp em là nó sẽ sạch lại ha. Này, em lau sơ thôi.
Nhẹ 840 g, dài 4 m số 19 nha mọi người. 19 ha. Của Daiwa, hàng nội địa Nhật. Có bị trầy xước sơ thôi. Cái lông gốc nó cũng không có khoen. Khoen đề ba nó thì có một cái khoen nhỏ ở đây. Và cái lông ngọn nó thì hai khoen và một cái bu nha mọi người. Số 19 mọi người, giá 480.000. Rồi mọi người mua hàng gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em nha. Em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người.